Xin chào bạn ha, chúng ta gặp nhau rồi, mình là Tùng Dũ. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái hành trình một năm của một chủ quán net kinh doanh gặp phải những vấn đề gì. Thì bạn này bạn hôm rồi á, 30 tháng 4 một tháng 5, bạn này bạn gọi hỏi thăm mình xem mình có đi chơi đâu không, rồi bắt đầu xin mình ý kiến về kế hoạch phát triển trong năm nay. Thì nói về cái cơ duyên thì cách đây một năm thì bạn này á, thực ra bạn này bạn có nhắn tin cho mình nhưng mà mình không có trả lời của người á. Đâu đó mất 2 tuần á. Sau đó thì lên mình mới nói các bạn á, nếu mà có nhu cầu gì á, các bạn cứ nhắn tin thẳng, nói ra những cái nội dung mà bạn cần mong muốn được tư vấn và thẳng vấn đề luôn, đừng có lằng ngoằng hai thả hai con gì mất thời gian lắm mọi người. Mà mình không không rep những cái tin nhắn đó đâu. Sau rồi tối hôm đó thì bạn nó lúc 9 giờ tối bạn nó gọi cho mình bảo anh ơi thì em trước có nhắn tin cho anh mà chưa thấy anh trả lời, thì bây giờ em đang muốn anh vào cái tình huống này. Bởi vì bạn này á, thời điểm đó bạn này bạn có đi tham khảo rất là nhiều nơi, xong rồi bạn kể là không có đơn vị nào gọi là tư vấn gọi là tận tâm hay đàng hoàng hết, bởi vì hầu hết là họ đều thấy bạn là giống như đang dò giá, và rồi các bạn gần như là không chưa có quyết tâm vào hỏi cho chơi ấy, mọi người ha. Xong rồi đến lúc mà có hai cái đơn vị cuối cùng thì bạn này bạn hỏi là bây giờ là em đang phân vân này đây thì anh có thể cho em lời khuyên không. Thì các bạn mình nói rồi, mình sẽ không có nói những cái vấn đề mà nhạy cảm mọi người, không muốn phá làm ăn của ai cả. Thế là mình chỉ đưa ra góc nhìn cá nhân của mình thôi. Thế bắt đầu mình bạn này bạn kêu ok anh, thì để cho gọi là có động lực mọi người thì bạn chuyển khoản luôn cho mình. Mọi người ạ. Thì mình ok rất sẵn lòng. Thì bắt đầu mình mới phân tích cho bạn những cái ưu nhược điểm này và những cái mà các bạn cần phải lưu ý. Bạn này cực kỳ gọi là pha play mọi người ạ. Bạn nó cực kỳ gọi là pha lai hiền lành mọi người. Xong rồi khi mà chọn được về cái đơn vị ấy, mọi người ha, sau khi bạn chọn mình tư vấn thì bạn đã chọn một đơn vị. Xong rồi khi đi vào hoạt động á, bạn này bạn cũng ngại mọi người ha, bạn này bạn thực sự bạn cũng ngại, bạn cũng không có nhắn tin mình nhiều đâu, cũng không có hỏi han mình là anh ơi nên làm thế nào mọi người ha. Bởi vì thực ra bạn giải quyết được vấn đề lúc đầu rồi, có nghĩa là tư vấn về cái lúc mà setup á. Xong rồi mình cũng có gọi là kết bạn Facebook, rồi cũng có like fanpage, bắt đầu mình cũng để ý chứ. Xong rồi mình ngày khai trương thì mình cũng có nhắn tin chúc mừng em khai trương Hồng Phát, chúc em năm nay kinh doanh thành công. Xong rồi bạn ấy cũng ok anh dạ. Bắt đầu mình mới bẵng đi đó tầm 2 tuần mọi người ạ. Thế là 2 tuần thì bắt đầu bảo anh ơi vắng khách quá, không có khách mọi người ạ. Thì bắt đầu mình mới bảo trời anh cũng thấy em làm rồi nhưng mà anh không thực sự không nói được mọi người ạ. Bởi vì mình không thể gọi là dài tay bằng được mọi người không? Bắt đầu là mình kêu là tại sao em xem nhiều video rồi mà em không có nhận ra được vấn đề là trong vòng một tháng đầu em phải làm đủ mọi cách để làm sao để lôi thật nhiều khách hàng mới đến quán em để trải nghiệm, bởi vì cấu em không phải là cấu hình thấp mọi người ha. Bắt đầu bạn tìm hiểu, bắt đầu mình cũng nói luôn thôi để anh tạo cho em cái địa điểm Google Maps mọi người ha. Đầu tiên là chưa có địa điểm Google Maps. Thế mình cũng ok để anh gọi là coi như mình có cơ duyên với nhau, mình tặng em Google Maps. Xong rồi mình nói với bạn này á, thì bây giờ là về quảng cáo em biết gì chưa? Là chưa? Rồi ok. Bây giờ nha, bây giờ em đi chụp ảnh đi. Chụp ảnh rồi anh sẽ đưa cho em một số chương trình. Và em sẽ dựa ở đó, em sẽ làm. Thế cuối cùng bạn này bạn có một người bạn cũng chuyên chạy quảng cáo, thì bạn nó sẽ chạy cho bạn này. Lúc đó là khách cũng có cải thiện mọi người á, bắt đầu chạy quảng cáo rồi khách có cải thiện. Xong rồi là tháng đầu tiên tổng kết âm 20 củ, bởi vì mất mất không không 2 tuần rồi đúng không bạn. Xong rồi bắt đầu bạn này bạn cũng đi vào kinh doanh, bắt đầu là ổn định rồi, biết được sơ sơ cái làm rồi, nhưng mà về cơ bản bạn này á, bạn này bạn cũng khá là bận vì bạn này làm trên bên xây dựng mọi người. Thế bạn giao hết lại cho bạn gái bạn quản lý. Xong rồi trong quá thời gian họ hoạt động mọi người á, cũng xảy ra khá là nhiều sự cố. Bắt đầu cứ có một sự cố bạn gọi mình, ví dụ như là màn của bạn đó mọi người bị sự cố, bị lỗi về màn, và khi mà bạn đó mang báo với bên lắp đặt á thì bên lắp đặt bảo là từ chối bảo hành. Thế là mình cũng thôi thôi bây giờ mình phải chỉ cho bạn này á là em nên làm thế nào, nên làm thế nào mọi người này, để làm sao cho bên lắp đặt cho bạn của bạn đó là phải bảo hành cho bạn. Bởi vì bây giờ mới kinh doanh chưa được 2 3 tháng mà màn bị lỗi rồi, bây giờ bắt mua cái mới thì ác quá mọi người ạ. Ok, rất là tuyệt vời. Xong bắt đầu là bạn nó nói y như vậy với bên lắp đặt của bạn đó, thì bạn nó được đổi trả lại một con màn mới luôn.
coi như là chưa có gì xảy ra cả. Xong rồi trong quá trình kinh doanh mọi người á, rồi bạn này bạn không quản lý được người, có nghĩa là nhân viên á, nhất là nhân viên nữ á, mọi người ạ, thì nhân viên nữ thu ngân á, thì bạn này á thì trong quá trình làm việc thì có những bạn nam đến chơi đúng không, thì những bạn nam thấy bạn này xinh xắn cũng gọi là tán đồ các kiểu á, và đâu đó như đổ rồi. Xong rồi vì bạn nữ này là nhân viên quán thì bạn này vẫn có một cái quyền lợi là mua đồ ăn được giảm 50%. Thế là bạn này bạn dùng cái 50% này bạn đi mua đồ cho Crush và bạn bè của Crush. Thì những nhân viên khác phản hồi lại với chủ quán. Rồi bạn này bạn xem camera, bạn thấy. Thế là cảnh cáo lần 1 rồi thì cũng ok không làm nữa. Nhưng mà chỉ bắt đầu đến lần 2 là càng đi nhiều hơn mọi người. Thế bạn này bạn gọi cho mình hỏi anh ơi đèn lăn nào cho nghỉ việc đi, nó một lần thôi, bởi vì đó là quy định rồi, không được vi phạm mọi người ạ. Mình phải cứng rắn lên, bởi vì bạn này bạn khá hiền mà mọi người, không dám ra quyết định là đuổi ai mọi người ạ. Xong rồi đến cái trường hợp, có những trường hợp nó thật sự là nó rơi vào những trường hợp là oai oăm lắm mọi người, như là nửa đêm rồi thì khách đi đêm đúng không mọi người, 22 giờ đóng cửa, thì bạn này bạn thấy bạn này bạn gọi cho mình. Nhưng mà tối đó thì mình ngủ rồi, mình ngủ sớm rồi. Thường thì tầm 90 giờ mình ngủ mọi người. Khá là mệt. Thế là sáng xong nhận tin nhắn á là anh ơi, tối hôm qua có cái thằng đó cho chơi đêm. Nó mang một chai Pepsi lít rưỡi này, mang theo cốc, nó còn vô xin đá của nhân viên em nữa. Xong rồi đồ ăn nó mang theo. Nên làm thế nào đây anh? Thế bắt đầu nói là trước anh nói em nào rồi? Dán nội quy để làm gì? Không mang đồ ăn và nước uống vào quán, mà bây giờ để cho những người đó họ mang đồ ăn và uống vô trong quán á, thì mình mời họ ra ngoài thôi mọi người, đúng không? Chúng ta đứng ở hiền như vậy, chúng ta nói một lần thôi, bởi vì những khách nào mà không lịch sự đàng hoàng chúng ta mời ra ngoài hết mọi người á. Bởi vì có lý do nào mà khách vô chơi cầm theo chai lít rưỡi coca rồi xin ly đá nữa mọi người, chấp nhận không? Cực kỳ không thể chấp nhận được. Xong rồi đến hôm rồi cũng 10 giờ đêm, thế là bạn nhân viên á thì bạn này bạn nhân viên cái đêm á, thế bạn này bạn gọi cho chủ quán là anh ơi, em vừa lỡ tiếp một nhóm khách vừa nhậu say vô quán chơi, em lỡ tạo tài khoản và combo đây cho họ rồi, phải làm sao đây? Thế là bạn kia bạn phải chạy từ nhà qua quán để giải quyết cái vấn đề đó. Bởi vì làm gì chúng ta phải biết lựa khách mọi người ha, đừng nên như vậy. Chúng ta có quyền từ chối, không nhất thiết nhận những gọi là những khách hàng mà không gọi là đàng hoàng mọi người ha. Các bạn có tính đến trường hợp họ say vô, họ vô phá, họ quậy quán của bạn không? Vừa ảnh hưởng tới khách này, thứ hai là gọi là hư hại đồ thì sao? Đúng không? Chúng ta phải phổ biến quy chế hết mọi người ha. Rồi đến lúc mà mình hỏi về doanh thu và lợi nhuận á, thì bắt đầu bạn nói là anh ơi, mấy tháng gần đây em kinh doanh không ổn lắm anh ạ, bởi vì bây giờ trừ hết đi chi phí đi thì em có còn có 10 triệu thôi à, nó ít quá mọi người á. Bạn này bạn kinh doanh đâu đó như là 30 mấy mọi người á, kinh doanh 30 mấy bây giờ lời có 10 triệu thì thực sự ít quá, không xứng đáng số tiền bạn bỏ ra đó mọi người á. Mà bạn này bạn cũng ngại và cũng gọi là ít ngại hỏi đó mọi người á. Bạn, theo đánh giá mình là bạn này khá là ok á, tính cách hiền lành. Thế là mình bắt đầu bạn kêu là mình mới chỉ ra bạn một số hướng á, ví dụ như là em đang bị lãng phí tài nguyên. Các bạn biết sao? Đầu tiên á là bồ bạn, quản lý của bạn, nhân viên của bạn nữ rất là xinh, tại sao không gọi là làm mạng xã hội về quán để chia sẻ nhiều hơn? Bởi vì bây giờ cái quán của bạn đó đa phần là khách quen, mà đã là khách quen rồi thì gần như nó không có sự đột phá về số lượng người chơi hàng ngày ra vào. Cái mà chúng ta cần đây ấy, mình luôn luôn nói đó chính là lưu lượng khách ra vào quán liên tục. Mà làm sao để có được lưu lượng khách ra vào liên tục? Đó chính là các bạn cần phải tìm được một lượng khách mới. Mà lượng khách mới ở đâu? Đó là họ tồn tại ở khắp mọi nơi, online, offline. Nào là phát tờ rơi này, nào là chạy quảng cáo này, nào làm Facebook này, nào TikTok này. Bây giờ là có rất là nhiều kênh các bạn có thể quảng bá mà các bạn không làm. Các bạn ạ, mà đa phần 99%
là các quán net gần như bỏ qua vấn đề đó. Bởi vì các bạn kinh doanh mà các bạn sợ đưa mặt mình lên, sợ chia sẻ những thứ bạn đang làm, thì làm sao người khác có thể biết được ở đó đang có cái dịch vụ này, đúng không? Thì đó, mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi bạn ha. Thì bây giờ bạn là bạn này, đằng này thì kêu là ok, em sẽ về, em sẽ động viên đồ nhân viên em chịu khó quay clip rồi làm mọi thứ lên mọi người á. Bởi vì nếu mà bạn không thay đổi á, cái ngành này á, ngành net này á, nó càng ngày càng khắc nghiệt, cạnh tranh cực kỳ cao. Bạn cứ làm theo cách cũ là gần như bạn không bao giờ phát triển, và các bạn bị lỗ, từ lỗ tới lỗ rồi các bạn ha. Làm theo kiểu truyền thống làm bao nhiêu năm rồi, bây giờ chúng ta cứ làm như vậy thì làm sao có sự đột phá mọi người á. Mà các bạn chỉ cần các bạn làm khác đi một chút thôi á, là các bạn sẽ có một sự gọi là thay đổi khích lệ rất là nhiều rồi mọi người á. Bởi vì các bạn không làm điều này á, các bạn cứ trông chờ là các bạn mở quán ra, các bạn để đó, khách sẽ tự biết ở đây có một cái quán này, tao sẽ đến chơi. Còn lâu các bạn ha, có khi ngay cả những bạn mà mình nói thật nha, những bạn đang có ý định mở, các bạn còn không biết ở khu vực mình đang có những quán nào đang hiện hữu mọi người á, để còn đi khảo sát. Đến cái mức đó như vậy mọi người á, là có nghĩa là các bạn cần phải gọi là tìm tòi nhiều hơn nữa, chứ không phải mở net ra ném một cục tiền, build dàn máy, bắt đầu ngồi chơi để khách tới các bạn nạp tiền rồi ăn chơi dịch vụ nhảy múa đâu. Không có các bạn ha. Thế thì mình chia sẻ lại các bạn một cái hành trình á, đó chính là các bạn này bạn quá quá thụ động đi. Bạn không có năng động và bạn không có quyết tâm mọi người á. Kinh doanh như vậy thì rất là khó để chúng ta gọi là phát triển được. Thì qua câu chuyện này thì các bạn sẽ có nhiều góc nhìn riêng của mình để có thể phát triển cái quán net của bạn hơn. Các bạn có thắc mắc gì thì nhắn tin mình qua Zalo 0973 963 28. Xin chào và hẹn gặp lại.